Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ Hai, ngày 15 tháng 1 năm 2024, chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, căn cứ quy định của hiến pháp và pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định 4 nội dung quan trọng, trong đó có luật đất đai sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là dự án luật lớn có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước. Có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời cũng là dự án luật rất khó và phức tạp. Dự án luật đã được thảo luận cho ý kiến tại 3 kỳ họp Quốc hội, 2 hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, 6 phiên họp chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được chỉnh lý tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và trên 12 triệu lượt ý kiến góp ý của nhân dân. Sau kỳ họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương tiếp thu hoàn thiện dự thảo luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại 2 phiên họp vào tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Dự thảo luật sau khi được tiếp thu chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều, bỏ 5 điều, chỉnh lý 250 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Đến nay, dự thảo luật đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa các quan điểm nội dung của Nghị quyết 18 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa 13, phù hợp với hiến pháp, đồng bộ với hệ thống pháp luật, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này. Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao, cho ý kiến về dự án luật, tập trung vào những vấn đề lớn, những vấn đề quan trọng đã được nêu trong báo cáo tiếp thu giải trình chỉnh lý dự án luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm chất lượng cao nhất và xem xét biểu quyết thông qua tại kỳ họp này. Tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng cấp bách về tài chính ngân sách, bao gồm việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung của kế hoạch đầu tư công trung hạn tương ứng với nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bảo đảm quốc phòng an ninh, chủ quyền biển đảo quốc gia, đáp ứng sự mong mỏi của cử tri, nhân dân huyện đảo và của cả nước. Chiều nay, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Dân có buổi làm việc với tỉnh Cà Mau về tình hình kết quả hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh và kế hoạch xây dựng, củng cố các hợp tác xã tại huyện Ngọc Hiển. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Sử làm việc với đoàn. Trong năm 2023, tỉnh Cà Mau thành lập mới 29 tổ hợp tác, 35 hợp tác xã đạt 175% kế hoạch năm và giải thể 11 hợp tác xã. Toàn tỉnh hiện có 990 tổ hợp tác, 247 hợp tác xã, chủ yếu ở lĩnh vực nông nghiệp. Doanh thu bình quân năm ước đạt 1 tỷ đồng trên hợp tác xã, lãi ước đạt 300 triệu đồng. Ngoài ra, thành lập mới một liên hiệp hợp tác xã với 4 thành viên tham gia. Hiện toàn tỉnh có 2 liên hiệp hợp tác xã hoạt động ở lĩnh vực cung ứng dịch vụ nông nghiệp. Để xây dựng huyện Ngọc Hiển đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025 theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc thống nhất khảo sát nhu cầu và thực tiễn tại huyện Ngọc Hiển, lập kế hoạch và củng cố các hợp tác xã, chọn sản phẩm chủ lực của từng hợp tác xã để phát triển, hỗ trợ đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực. Trên cơ sở đó, địa phương đang triển khai thực hiện chọn lựa và hỗ trợ sản phẩm bánh phồng tôm sú của hợp tác xã Tân Phát Lợi
để hoàn thiện hồ sơ, hướng tới đề xuất công nhận đạt chuẩn 4 sao OCOP. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Dân nhất trí với các kiến nghị đề xuất của tỉnh sẽ chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng tập huấn luật hợp tác xã và có hướng dẫn cụ thể để triển khai các loại quỹ, dịch vụ cho vay nhằm hỗ trợ vốn cho hợp tác xã hoạt động. Bên cạnh đó, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ tiếp tục tư vấn hỗ trợ kinh tế tập thể của tỉnh Cà Mau có hướng đi cụ thể, thực hiện các bước xây dựng Liên minh Hợp tác xã đảm bảo đúng quy định, hoạt động hiệu quả, hỗ trợ để địa phương thực hiện các mô hình điểm, trong đó chú trọng chất lượng của hợp tác xã. Chiều nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân. Năm 2023 là một năm sôi động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch với nhiều sự kiện hoạt động được tổ chức. Trong đó, các hoạt động trong chương trình sự kiện Cà Mau điểm đến năm 2023 tiếp tục tạo được dấu ấn và có sức lan tỏa. Lĩnh vực du lịch tăng trưởng khá, lượng khách đạt hơn 2 triệu lượt, tăng trên 27% so với cùng kỳ, tổng thu du lịch đạt trên 2.800 tỷ đồng. Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh có thêm 6 di tích cấp tỉnh được xếp hạng. Nghề làm tôm khô truyền thống và lễ hội vía bà Thủy Long đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di sản phi vật thể quốc gia. Hoạt động thể thao thành tích cao tham gia thi đấu 35 giải, đoạt được 219 huy chương các loại. Tổ chức thành công 2 giải quốc gia và 2 giải thuộc chương trình Đại hội Thể thao Đồng bằng Sông Cửu Long. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp trong quản lý, xây dựng và phát triển ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh năm 2023. Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Cà Mau năm 2024 đã được ban hành, thu hút 2,3 triệu lượt khách, tổng thu 3.480 tỷ đồng, là mục tiêu phấn đấu của tỉnh Cà Mau trong năm 2024. Để thực hiện đạt mục tiêu trên, Cà Mau sẽ tập trung hoàn thiện các quy hoạch dự án, đề án du lịch trọng điểm của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư phát triển du lịch, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch theo loại hình du lịch thế mạnh của tỉnh như sinh thái, cộng đồng, rừng, gắn với hệ thống sản phẩm du lịch từ nông nghiệp, đổi mới đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Cà Mau gắn với chuyển đổi số du lịch, thu hút khách du lịch lưu trú dài ngày trên địa bàn tỉnh, tăng nhanh thu nhập từ du lịch, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, kiểm soát quản lý tốt các điểm đến du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ, an ninh, an toàn khách du lịch, nâng cao chất lượng nguồn lực ngành du lịch thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau vừa có báo cáo đánh giá kết quả phân tích mẫu đất, nước và mẫu lúa tại các vùng sản xuất lúa tôm trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Theo báo cáo, dùng đất nước tưới tại 8 trên 8 địa điểm sản xuất lúa tôm trên địa bàn các huyện Trần Văn Thời, Thới Bình, U Minh và Cái Nước là an toàn. Qua phân tích dinh dưỡng trong đất cho thấy, để nâng cao năng suất, chất lượng lúa tôm sinh thái, cần bón bổ sung phân đạm, phân lân và axit humic cho lúa. Về chất lượng lúa, qua thu thập 2 mẫu được canh tác tại ấp 3 xã Trí Phải, huyện Thới Bình, giáp sở tại xã Thành Phú, huyện Cái Nước, 13 trên 13 hoạt chất thuốc trừ sâu, trừ bệnh và trừ cỏ được phân tích, không hiện diện trong sản xuất lúa gạo, chất lượng lúa đảm bảo an toàn. Qua đó, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau kiến nghị cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương khuyến khích đầu tư phát triển mô hình sản xuất lúa sinh thái trên các vùng đã được phân tích an toàn. Tiếp tục tuyên truyền động viên để nông dân duy trì, giữ vững sản xuất lúa đạt chất lượng an toàn. Thưa quý vị, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Thới Bình xác định con tôm ôm cây lúa là mô hình canh tác chủ lực của địa phương, đặc biệt là nâng cao giá trị mô hình tôm lúa thông qua việc đạt các chứng nhận quốc tế. Qua nhiều năm thực hiện mô hình lúa tôm, nông dân huyện Thới Bình đã chuyển đổi giống lúa mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác. Các giống lúa cấp xác nhận, giống lúa chất lượng cao được nông dân sử dụng trên 95% diện tích. Năng suất lúa trung bình đạt từ 4,5 đến 5 tấn một hecta. Có những diện tích đạt năng suất gần 8 tấn một hecta và được nhiều hợp tác xã trong huyện ký kết với các công ty bao tiêu sản phẩm. Tập huấn kỹ thuật thì về mình làm nó vững bước hơn, nó gần hơn. Dẫn chứ từ đó cái sản xuất ra được nó có sẽ nâng cao hơn cái hồi trước. Và cái thứ hai là cái mình làm thì cái đầu vào
thì cũng được cái các doanh nghiệp và công ty hỗ trợ. Trong năm 2022, huyện Thới Bình có hơn 560 ha sản xuất tôm lúa đạt chứng nhận quốc tế ASC. Với chứng nhận này, sản phẩm tôm không chỉ bán được giá cao mà còn thuận lợi tiếp cận được hầu hết thị trường khó tính trên thế giới. Đến tháng 4 năm 2023 tiếp tục đánh giá thêm 475 ha. Như vậy đến nay, xã Trí Lực đã có hơn 1.000 ha lúa tôm đạt chứng nhận ASC. Và hướng tới đây thì mục tiêu sản xuất của chúng tôi đó là sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế và tôm đạt chứng nhận theo tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo cho sức khỏe cho người lao động rồi sức khỏe cho người tiêu dùng. Tôm thì chúng ta có hai loại, loại tôm sú và tôm càng xanh. 90% trong số này trên vùng các vùng quảng canh của huyện Thới Bình phải sản xuất theo quy trình tôm sạch, tôm an toàn. Và làm được vấn đề đó thì chúng tôi phải có sự tập trung giải pháp quyết liệt hơn nữa để tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Cũng rất mong là cái sự đồng thuận của người dân tham gia vào cái chuỗi này để chúng ta cùng làm, cùng bàn, cùng chuyển dịch để cho có một mô hình sản xuất bền vững trong thời gian tới. Để thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiềm năng của Thới Bình là những cánh đồng lúa tôm được khai thác, tạo ra các sản phẩm đạt giá trị kinh tế cao, góp phần cùng tỉnh Cà Mau trong việc thực hiện mục tiêu đến năm 2030 sẽ có hơn 40.000 ha lúa tôm đạt được một trong các chứng nhận quốc tế về hữu cơ ASC. Trong hai tuần đầu của tháng 1 năm 2024, giá heo hơi trong nước biến động theo xu hướng tăng. Tính chung, giá heo hơi trung bình cả nước đã vượt mốc 50.000 đồng một ký. Dự báo về nhu cầu tiêu dùng thịt heo trong dịp Tết này, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn nhận định tăng khoảng 15-17% như những năm trước. Giá heo hơi dự báo cũng sẽ nhích nhẹ, nhưng khả năng khó vượt mức 60.000 đồng một ký. Thời điểm cuối năm 2023, dịch tả heo châu Phi diễn ra ở nhiều địa phương. Nhiều ý kiến lo ngại về thiếu hụt nguồn cung. Tuy nhiên, khó có khả năng có sự cố về nguồn cung, bởi tính đến thời điểm đầu tháng 1, tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp trang trại trong nước vẫn khá ổn định. Cục chăn nuôi cho biết, với tỷ lệ đàn heo hiện có, cơ bản đáp ứng được yêu cầu tiêu thụ của thị trường từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Theo ước tính của Cục chăn nuôi, năm 2023, tổng đàn heo cả nước ước đạt hơn 30 triệu con, tăng 4,2% so với năm 2022. Ước tính năm 2023, tổng sản lượng thịt heo hơi 4,68 triệu tấn. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trạm chăn nuôi và Thú y thành phố Cà Mau tiến hành kiểm tra bắt quả tang cơ sở giết mổ heo Mỹ Ái ở ấp 2 xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, thực hiện hành vi bơm nước vào heo trước khi giết mổ nhằm tăng trọng lượng. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai thanh niên làm thuê tại cơ sở giết mổ đang thực hiện hành vi dùng nước bơm vào heo để tăng trọng lượng trước khi giết mổ. Tổng số heo bị bơm nước là 42 con với trọng lượng khoảng 3 tấn. Qua làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở giết mổ trên là bà Trương Mỹ Ái không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép môi trường và giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y. Tại cơ sở chưa xây dựng phương án xử lý môi trường, sau khi giết mổ, nước và chất thải được xả trực tiếp ra ao chứa, gây mất vệ sinh môi trường xung quanh. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 03 về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai các giải pháp chăm lo, bảo đảm mọi người dân, người lao động đều có Tết đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan lao động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp chủ động thực hiện các biện pháp nhằm nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực chăm lo đời sống cho người lao động, chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động, kịp thời theo đúng quy định, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp, đảm bảo cho mọi người lao động đều có Tết và tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp. Bố trí nghỉ Tết đúng chế độ theo quy định, thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chỉ đạo thực hiện việc chi trả trợ cấp xã hội tháng 2 năm 2024 cho đối tượng bảo trợ xã hội trước ngày 3 tháng 2 năm 2024.
tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống của các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn để quan tâm, chăm lo, kịp thời hỗ trợ phù hợp. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, không để lợi dụng trục lợi chính sách, đảm bảo tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết. Từ hôm nay, đoàn viên công đoàn người lao động bắt đầu có thể tham gia mua hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2024, được tổ chức trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, Tiki. Theo đó, khi mua hàng hóa, sản phẩm trong chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2024 được tổ chức riêng tại Shopee, Tiki, đoàn viên người lao động sẽ được giảm giá các sản phẩm hàng hóa lên đến 50% so với giá thị trường hoặc giá niêm yết của nhà bán hàng. Được tặng mã voucher giảm giá trực tiếp trên sản phẩm lên đến 50.000 đồng. Được tặng mã voucher miễn giảm phí vận chuyển từ 15 đến 300.000 đồng. Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ hỗ trợ trực tiếp cho 201.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đoàn viên có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất tham gia hoạt động công đoàn với hình thức hỗ trợ bằng tiền, chuyển vào thẻ tín dụng HD Saison iCard của công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD Saison. Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2024 diễn ra từ 0 giờ ngày 15 tháng 1 đến 24 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2024. Chiều nay tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân tổ chức họp mặt đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố phía Nam, doanh nghiệp và cơ quan thông tấn báo chí tham gia chuyến đi thăm chúc Tết quân và dân các đảo Tây Nam. Đoàn cán bộ tỉnh Cà Mau tham gia chuyến thăm chúc Tết các đảo Tây Nam do Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Việt làm trưởng đoàn. Tại buổi gặp mặt, đoàn công tác các tỉnh, thành phố gửi lời chúc mừng năm mới và dành nhiều phần quà ý nghĩa tặng cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị thuộc Vùng Nam Hải quân đang đóng quân trên địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ của các tỉnh thành dành cho cán bộ chiến sĩ Vùng Nam Hải quân là nguồn cổ vũ động viên tinh thần to lớn để cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các tuyến đảo Tây Nam của Tổ quốc là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến xuân về. Năm nay, Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân tổ chức đoàn công tác gồm 11 tỉnh thành phố Nam Bộ và phóng viên các cơ quan báo chí trong cả nước. Hành trình của đoàn dự kiến sẽ khởi hành vào tối nay đến ngày 20 tháng 1 năm 2024. Trước đó, sáng nay, đoàn công tác tỉnh Cà Mau do Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Việt làm trưởng đoàn đến thăm trạm radar 620, trung đoàn 551 Bộ Tư lệnh Vùng Nam Hải quân, gửi tặng phần quà cùng lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ chiến sĩ các đơn vị. Báo cáo mới đây của Cục Hàng không cho thấy, dù các hãng đã tăng 472 chuyến bay với hơn 92.000 ghế trong dịp Tết Nguyên đán 2024, nhưng giá vé máy bay Tết trên nhiều đường bay đã được mua gần hết. Theo Cục Hàng không, lượng khách đặt chỗ vẫn tăng dần nên tỷ lệ đặt chỗ đang ở mức cao tại một số ngày sát Tết và chiều ngược lại sau Tết Nguyên đán. Dự kiến nhu cầu khai thác đêm trong giai đoạn Tết Giáp Thìn 2024 từ ngày 21 tháng 1 đến 25 tháng 2 trong khung giờ từ 21 giờ đến 6 giờ khoảng hơn 1.800 chuyến bay, chiếm tỷ trọng khoảng 8% so với tổng số chuyến bay nội địa khai thác toàn mạng. Chiều nay, Hội luật gia tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ 6, khóa 4, nhiệm kỳ 2019-2024, tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, các cấp hội luật gia trong tỉnh Cà Mau đã phát triển mới 104 hội viên, nâng toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 hội viên vượt chỉ tiêu nghị quyết và chỉ tiêu năm 2023. Thành lập mới 7 chi hội luật gia ở cấp xã. Cùng với tích cực tổ chức các cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trong năm qua, các cấp hội trong tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng trợ giúp pháp lý hơn 1.180 vụ việc, tư vấn pháp luật miễn phí hơn 990 vụ việc cho người dân. Năm 2024, Hội luật gia tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ hội viên, tập trung kiện toàn Trung tâm Tư vấn Pháp luật tỉnh, hướng dẫn hội luật gia cấp huyện nơi có đủ điều kiện sớm thành lập Trung tâm Tư vấn Pháp luật hoạt động theo đúng pháp luật. Chương trình thời sự của Đài Thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.